Xin chào quý vị, Phước Nhân và bản tin cập nhật về giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Măng Đen lần thứ nhất năm 2023 đã quay trở lại rồi đây. Bản tin của chúng tôi được phát vào lúc 21 giờ hàng ngày trong suốt thời gian diễn ra trận đấu và đây là nơi cập nhật về kết quả các trận đấu trong ngày, những diễn biến đáng chú ý và cả những câu chuyện bên lề thú vị. Và như thường lệ, đầu tiên mời quý vị cùng cập nhật kết quả các trận đấu diễn ra trong hôm nay ngày 1 tháng 3. Như vậy là vòng bảng giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Măng Đen lần thứ nhất năm 2023 ở một số khu vực đã kết thúc. Một số đội đã chính thức giành vé vào vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh và những tấm vé còn lại còn đang chờ loạt trận cuối cùng và các cặp đấu playoff. Chiều hôm qua ngày 28 tháng 2, sau chiến thắng 5-0 trước đội bóng trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn, đội trường Đại học Kinh tế Đại học Huế đã trở thành đội đầu tiên giành được chiếc vé của khu vực Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế vào thi đấu vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Góp công vào chiến thắng ngoạn mục này, ngoại binh Lào Home Xổm Bạc Vansana của đội trường Đại học Kinh tế Đại học Huế cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến giao đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào trận đấu mang tính chất quyết định buộc phải thắng đối thủ là đội trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt Hàn cách biệt 4 bàn trở lên để giành vé bước vào thi đấu vòng chung kết. Cả đội trường Đại học Kinh tế Đại học Huế với tinh thần thi đấu quyết tâm cao, trong đó ngoại binh người Lào Vansana thi đấu rất sông sáo. Phút thứ 37, sau khi nhận bóng từ pha kiến tạo của đồng đội, Vansana đã đệm bóng ghi bàn thắng thứ 2 cho đội trường Đại học Kinh tế Đại học Huế. Khi em được ghi bàn lần đầu tiên làm cho đội vào vòng chung kết, em rất tự hào và vui lòng. Chàng trai 22 tuổi Vansana cho biết chơi bóng từ năm lên 10 tuổi cùng các bạn ở quê hương mình ở Lào. Vansana nhanh chóng thể hiện mình là người có năng khiếu với bóng đá và sớm trở thành cây săn bàn cho đội bóng của trường. Cầu thủ mang áo số 9 cho biết khi sang Việt Nam học đã đi tham quan một số nơi như Hội An, Đà Nẵng, Hà Nội, nhưng thành phố Hồ Chí Minh thì ngoại binh này chưa bao giờ đặt chân đến. Với việc cùng đồng đội giành chiến thắng chung cuộc 5-0, Vansana và đội trường Đại học Kinh tế Đại học Huế sẽ góp mặt ở vòng chung kết diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài Vansana, góp công vào chiến thắng này không thể không kể đến hai bàn thắng được lập bởi cầu thủ Ngô Lê Đình Khánh ở các phút thứ 29 và 48. Cũng cảm thấy các trận đấu thì đội Sư phạm Kỹ thuật khi ăn 4 trái thì cũng là cả đội thì cũng là rất tâm lý, nên và khi vào trận đấu thì cả đội chỉ muốn cố gắng hết sức mình thôi. Còn là tỷ số hay là kết quả cuối cùng thì không quan trọng, nhưng mà cuối cùng thì đội em cũng đã đạt được cái thành công của đội. Khi em ghi bàn thắng giúp đội vào vòng chung kết thì em cảm thấy là rất là vui, vui và cảm xúc rất lớn và cũng với con đội được có thể được vào vòng chung kết ở Sài Gòn. Và trận đi này thì đấu phải là một đội bóng mới nhưng mà sẽ không e dè đối thủ nào cả và sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu cao nhất. Tấn công dồn dập, hiệu quả trong các khâu tấn công, dứt điểm. Đội trường Đại học Trà Vinh đã có chiến thắng áp đảo 7-0 trước đội trường Đại học FPT Cần Thơ trong lượt trận thứ 2 vòng loại giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam Cúp Cà phê Măng Đen lần 1 năm 2023, khu vực Tây Nam Bộ, diễn ra vào chiều ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thì đội cũng cố gắng là tập trung và với tinh thần khẩn trương cao nhất và vô thi đấu tích cực và bem lây nhất. Thì trên tinh thần thì thật sự ra đối thủ của mình là Đại học FPT Cần Thơ thì thật sự ra mình chưa từng tiếp xúc, do đó mình cũng rất là tôn trọng cầu thủ đối thủ của mình, về góc độ trình độ, về góc độ văn hóa, tất cả là mình đều tôn trọng hết và mình cũng đã dặn học trò. Vô thi đấu thì thật sự ra trận cầu là ai cũng muốn thắng, nhưng mà đặc biệt nhất thì đội mình cần chiến thắng để chúng ta có thể đi tiếp. Đại học FPT Cần Thơ nếu chiến thắng thì cũng ok, nếu mà trận sau giữa hai cặp kia nếu có trục trặc xảy ra thì nó cũng có thể là trang hòa. Nhưng mà mai thì đội mình có bàn thắng trước và cuối cùng thì hiệu số nó cũng tương đối được hài lòng. Cũng trong chiều ngày 28 tháng 2, trận đấu thứ 2 giữa đội trường Đại học Cần Thơ và đội trường Đại học An Giang đã thu hút rất đông cổ động viên đến sân vận động Cần Thơ để theo dõi. Khu vực khán đài A kín chỗ, trong đó sinh viên Đại học Cần Thơ có số lượng đông đảo. Với lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả sân nhà, đội trường Đại học Cần Thơ khẳng định được sức mạnh với chiến thắng 2-0 trước đội trường Đại học An Giang. Với tỷ số này, Đại học Cần Thơ và Đại học Trà Vinh cùng có 6 điểm sau 2 trận, nhưng hiệu số bàn thắng của Đại học Trà Vinh là +8, còn Đại học Cần Thơ là +7. Trước trận đấu cũng trao đổi với các em, mình chơi chắc chắn, kiểm soát bóng, áp sát, chơi tích cực, tạo cơ hội. Có thể khi mình triển khai tấn công thì mấy em đấu pháp thì mấy em tuân thủ đấu pháp, rồi có cái sự hỗ trợ và phối hợp với nhau. Nhưng mà về kết quả trận đấu thì hài lòng với cái kết quả trận đấu. Lượt trận cuối cùng diễn ra vào ngày 2 tháng 3 sẽ là trận chung kết bảng đấu giữa đội trường Đại học Cần Thơ và đội trường Đại học Trà Vinh. Chủ nhà Cần Thơ cần chiến thắng để đi tiếp, trong khi đội khách Đại học Trà Vinh chỉ cần kết quả hòa là có tấm vé duy nhất của khu vực Tây Nam Bộ để bước vào vòng chung kết. Các em cũng tham dự cũng nhiều giải rồi, nên nó là trận nào cũng quyết tâm, trận nào cũng tập trung để hoàn thành cái mục tiêu của mình đề ra. Thì trận cuối thì muốn đi vào chung kết thì phải chiến thắng thôi. Vòng bảng ở một số khu vực đã kết thúc và ngày mai hai trận playoff khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ diễn ra. Đây được dự đoán là những trận cầu rất căng thẳng để tìm ra hai đại diện tiếp theo của Thành phố Hồ Chí Minh tranh tài ở vòng chung kết. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng cập nhật lịch thi đấu ngày 2 tháng 3 và đừng quên theo dõi trực tiếp tất cả các trận đấu trong khuôn khổ giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam, Cúp Cà phê Măng Đen trên kênh YouTube, TikTok, Facebook Báo Thanh Niên và website Thanhnien.vn. Và đến đây, bản tin tổng hợp về giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam, Cúp Cà phê Măng Đen ngày 1 tháng 3 năm 2023 xin phép được khép lại. Phước Nhân cũng xin nhắc lại với quý vị là tất cả các trận đấu trong khuôn khổ của giải sẽ được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng của Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị đón xem. Còn bây giờ, Phước Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.